Xin chào bà con nha. Thì hôm nay tôi xin chia sẻ với bà con về cái chủ đề về mật độ khoảng cách trồng đối với cây cao su. Thì đây là cái vườn đây là cái vườn cây trồng từ tháng 8 năm rồi cho đến hiện nay là tháng 6. Nói chung là gần 1 năm tuổi. Đây là giống Rio 209. Thì cái vật liệu trồng do là trồng cũng trễ, trồng một tầng lá, trồng cuối tháng 8 lận, nhưng mà vườn cây nó lên như thế này rất là khá rồi. Thì hôm nay chia sẻ bà con là về cái mật độ, thì nó có cái mật độ khoảng cách chủ yếu đối với trồng cao su là 63, thì là 555 cây trên 1 hecta, là có nghĩa là đây nè bà con nè, 3 mét là cây cách cây nè, trong cái hàng này là cây cách cây là 3 mét, rồi hàng cách hàng này là 6 mét, cái đó là mật độ 63. Thì cũng tương tự như cái mật độ khác, như là mật độ 6, 3,5 thì là được mình trồng được 476 cây trên 1 hecta. Và một cái mật độ phổ biến nữa là 7, 2,5 thì là mình trồng được 571 cây trên 1 hecta. Nhưng mà hiện nay thì chủ yếu cái mật độ khuyến cáo là nên trồng là 63, là 555 cây trên 1 hecta. Tuy nhiên, đối với một số giống sinh trưởng khỏe thì là chúng ta nên trồng ở cái mật độ 6, 3,5. Thì vì nó sinh trưởng khỏe nên nó cần cái diện tích không gian nó rộng hơn so với những giống mà sinh trưởng trung bình khá, để sau này cuối chu kỳ á, chúng ta có thể khai thác được hết cái tiềm năng về gỗ của giống mà sinh trưởng khỏe đó bà con ha. Đây là trồng sau gần một năm này, trồng trễ nè, đối với giống riêu 209 thì sinh trưởng rất khỏe. Đây, lá cũng xanh đậm nè. Thì tại vì tôi vẫn nghe thông tin một số bà con vẫn còn giữ cái quan điểm là trồng dày. Trồng dày ở cái mật độ là 52. Thì tôi thấy là không được, không nên. Vì cái thứ nhất là ở giai đoạn đầu thì nó vẫn sinh trưởng, nó vẫn được, nhưng mà trong tới cái năm giai đoạn mà giao tán rồi, với lại sau này thì nó không còn không gian nó để sinh trưởng nữa. Với cái vấn đề thứ hai nữa là khi mà chúng ta thuê người cạo hay là một phần cạo gì đó, đều là tính tiền trên cây. Giờ bà con trồng mật độ 52 coi như là nó quá dày đi, thì bà con cũng phải trả cho cái người cạo là 400 đồng hoặc là 300 đồng, 350 đồng trên một cây cạo. Nhưng mà cái lượng mũ thì nó cũng không có, nó đâu có nhiều hơn so với ví dụ chúng ta trồng thưa ra, đúng không bà con? Đó, nên khuyên bà con nên trồng ở mật độ 63 đối với những giống sinh trưởng trung bình khá, và đất thì nó tương đối ở mức độ trung bình. Còn cái mật độ mà 6, 3,5 thì đối với những giống mà sinh trưởng khỏe như là riêu 209 này đó. Và cái điều kiện nữa là đất của mình tốt thì mình trồng, coi như là mình trồng cây nào mình chăm sóc mình được cây đó, mai mốt nó có nhiều cái không gian nó sinh trưởng, cái trữ lượng gỗ mà khai thác cuối chu kỳ của chúng ta rất là lớn, rất là đạt. Cũng nghĩ đơn giản y như là chúng ta trồng quá dày thì nó cũng lên y như một cái đám mạ thôi, chứ nó đâu có không gian đâu, cái cây nó đâu có to. Y như hồi xưa ông bà mình có một cái quan điểm là đó, cũng tương tự như bên lúa thôi, ví dụ như là đất xấu thì trồng dày, mà đất tốt thì trồng thưa đó. Cái đó nó ở bên cây lúa thì nó, người ta từ xưa đến giờ ông bà mình cũng có quan điểm vậy.
để cho ví dụ đất tốt thì nó mới bung ra nhánh, đẻ nhánh nhiều, nó mới to khỏe. Rồi xin cảm ơn bà con. Bà con nhớ bấm đăng ký kênh để cập nhật được những cái video tiếp theo mà kênh Cây Cao Su gửi đến cho bà con. Xin chào và hẹn gặp lại bà con ở video tiếp theo.